Ở bất cứ đâu, những hàng quán lâu năm cũng luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của thực khách. Có khi vì món ăn đó thực sự chất lượng, có khi lại vì người ta đã ăn quá quen ở không gian đó, có khi cũng vì thương hiệu mặc dù mùi vị đã khác dần theo thời gian. Và có một hàng cháo lòng ở thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đủ tất cả các yếu tố hút khách đó. Quán có tuổi đời đã hơn 80 năm, qua 4 đời chủ và nhiều lần thay đổi vị trí, nhưng vẫn duy nhất một công thức nấu, một mùi vị thơm ngon mê hoặc người Sài Gòn. Cháo lòng bà Út hiện ở số 193 Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đứng bếp là bà Lê Thị Hồng Ngọc, 45 tuổi. Quán được bà nội của bà Ngọc mở ra, sau để lại cho ba của bà. Được một thời gian thì lại chuyển cho cô Út bà. Cái tên cháo lòng bà Út cũng được đặt từ đó. Khi bà Út đi theo chồng thì chuyển cho bà Ngọc bán. Đến nay cũng đã 80 năm. Nhưng hương vị tô cháo nơi đây vẫn đậm đà, không đổi suốt gần một thế kỷ. Hàng cháo lâu đời đến nỗi nhiều người ăn từ khi còn nhỏ xíu đến khi thành ông, thành bà vẫn tiếp tục dắt con cháu tìm đến. Một phần cháo gồm đầy đủ các nguyên liệu dồi, phèo, tim, gan, lưỡi, bao tử, huyết, ít rau, giá, nước mắm, ăn kèm bánh quẩy. Đặc biệt, dồi chiên nơi đây được đánh giá là đặc sản không thể tìm được ở nơi khác vì người chủ có một công thức nêm nếm gia vị trong thịt bằm rất riêng. Đúng là cháo ở đây thì chất lượng ngon hơn mấy chỗ khác. Ừ. Đây nó khác những cái chỗ khác nha, nó khác là cái cháo này nó có nước tiết. Ừ. À, cháo lòng nước tiết và cái lòng nó rất là sạch sẽ và ngon. Thấy cô chủ là phục vụ ở đây là như thế nào? Thì cô chủ thì đời xưa là tôi ăn lúc bà già bà bán, bây giờ tới đời con, ăn tới đời con là ăn hai đời rồi, nhưng mà đây phục vụ thì tận tình, vui vẻ, nó cởi mở với khách hàng. 2 giờ sáng, bà Ngọc đã dậy để đến các lò quen mua nguyên liệu về chuẩn bị. 6 giờ sáng, bắt đầu mở bán. Các nguyên liệu trừ hành tỏi, hành lá, sả ớt được làm trước, còn lại đều được mua và chế biến mỗi sáng sớm, nên luôn luôn tươi mới. Tô cháo vì vậy luôn đảm bảo chất lượng thơm ngon nhất. Bà Ngọc cho biết nước lèo sở dĩ ngon ngọt vì được hầm từ xương, thêm nước luộc lòng và cả huyết lỏng. Gạo nấu cháo nơi đây cũng phải lựa loại tốt, sau đó đem đi rang. Gạo khi được rang sẽ dậy mùi thơm, đồng thời không bị nở nhiều. Sáng 2 giờ đi xuống chợ là mua đồ còn nóng luôn, đồ tươi ấy nó tim lưỡi rồi hậu bao tử gan phèo để chị đi rồi dồi chiên ở nhà mình làm mua nạc mềm á, rồi mình về mình bật ra xong mình đi miếng gia vị vô rồi đem đi hấp hấp rồi chiên. Mình khách đây là khoái nhất là cái món dầu đặc sản á, ngoài còn quá nhiều kiều về đặt mấy ký đem qua bên nước ngoài. Có khách đó, hồi xưa ăn lúc có thờ bà nội, rồi cái có chồng có vợ vẫn lấy ăn, rồi giờ có cháu nội cháu ngoại cũng vẫn lấy ăn luôn. Mỗi ngày quán bán đến 4 nồi cháo lớn, từ 6 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa là đã hết. Quán luôn có 5 người mới kịp phục vụ khách. Giá cho mỗi phần cháo đầy đủ chỉ có 34.000 đồng. Thực khách có thể ăn thêm bánh quẩy với giá 6.000 đồng một cái, hoặc gọi thêm bất kỳ loại đồ lòng nào nếu muốn. Thậm chí nếu sức ăn ít, thực khách có thể ăn nhiêu gọi nhiêu. Từ 20 hay 30.000 đồng, bà chủ dễ tính vẫn vui vẻ bán. Còn lý do gì nữa mà sáng sáng không đến thử vị cháo thế kỷ này?